Xin kính chào quý anh chị em của mình nha. Cúc lên đây Cúc nói về vấn đề là mới bị mấy bạn mà nói Cúc là khùng nữa rồi. Gầu quá à, kể chuyện không mà cứ nói khùng hoài. Cho nên Cúc lên Cúc cũng nói là cái vấn đề này là họ nói Cúc khùng. Thì có nhiều anh em á, là cũng là gọi điện thoại nên là Cúc đừng có buồn. Họ nói cái gì đó tại họ không hiểu thôi. Thì anh em đọc được những cái bình luận đó hết rồi, cho nên cảm thấy là sợ Cúc buồn rồi Cúc bỏ cuộc, Cúc không có kể chuyện nữa. Cho nên là an ủi Cúc là kệ họ đi. Mấy người đó là không có cái đầu, không có cái não gì đủ thứ hết trơn. Thật sự bên đây cũng cũng bênh vực cho Cúc lắm. Nhưng mà không sao. Đối với Cúc thì họ nói Cúc khùng thì Cúc thấy cũng không có gì. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng có cái máu hơi khùng khùng thì họ mới nói mình khùng. Kệ họ đi, cũng vui chứ không có gì hết á. Còn một cái vấn đề nữa là các bạn nói Cúc là hay cười à, cái chuyện mà cười quá thì thật sự câu chuyện nó vui thì mình cười chứ, câu chuyện vui mà không lẽ cái mặt méo gì sao được, phải cười. Cúc là nhại cười lắm, đôi khi mà mình cái câu chuyện đó là Cúc kể, đương nhiên là Cúc biết cái câu chuyện nó đầu đuôi nó như thế nào rồi đó, thì Cúc đã mắc cười sẵn thì đương nhiên Cúc phải cười. Tại sao không cho Cúc cười? Nhưng mà Cúc nói cho các bạn nghe nè, là cái nụ cười của mình cười thoải mái này, tại vì mình cười mình đâu có phải đóng thuế cho nhà nước đâu, đúng không? Mắc cái gì mà không cười, mắc cái gì mà phải ủ mày cho mặt lại làm chi, cười lên rồi cái công việc nó mới thuận lợi, chuyện làm ăn rồi thuận lợi hết. Cho nên là không có gì hết trơn Cúc vẫn cười. Cha mẹ mình sanh ra cho mình nụ cười, mình cứ cười cứ phát huy suốt à. Mà mình cười đúng lúc đúng dịp chứ không phải là lúc nào cũng ha 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 thì thành ra mình bị điên rồi. Không phải, mình chỉ có kể câu chuyện những cái đoạn nào nó mắc cười thì mình đương nhiên mình chặt ra thì mình cười. Cái đó là cũng là một cái là để giống như là Cúc vừa kể vừa hòa chung cái không khí cười với anh em. Giống như mấy anh em nghe cái đoạn đó mắc cười thì Cúc cũng mắc cười, thì mấy anh em cười khà khà bên đây Cúc cũng khà khà vậy đó, nó vui đúng không? Giống như mình cười một lượt nó vẫn hay hơn. Không có gì mà phải nghiêm chỉnh mà ngồi giống như là thời sự mình đọc cái gì cái đó văn thôi đó, Cúc không có gì. Cúc rất là kể tự nhiên, thêm mắm thêm muối, Cúc nói giống như là một cái gia đình mình đang ngồi xung quanh anh em nhóc cho mình kể chuyện vậy đó. Không có cái gì mà phải dè dặt, không có gì mà phải nói hết á. Vậy đó, rất là vui. Thì bây giờ Cúc xin kể câu chuyện nữa nè. Bây giờ Cúc kể câu chuyện này là trời ơi trời. Mấy mấy má mấy ba ơi đừng có vô chửi con nữa nghe, trời con kể cho đời vui thôi à. Thiệt tình à, gầu quá đi. Là câu chuyện như thế này. Nghe xong đừng kể, đừng chửi em nói nghe trời khốn. Vậy đó, có một cái chị đó, chị lớn tuổi rồi, chị cũng lớn tuổi rồi, thì chị mới đi lên trên là Sài Gòn á, chị mới đi khám bệnh. Thì mọi người biết ở dưới quê lên Sài Gòn khám bệnh thì thường thường là người ta đi khám, người ta lại mấy cái phòng khám á, mà người ta nhìn vô những cái bảng hiệu bệnh gì á, giống như là thường thường trước cửa cái phòng đó là chị bệnh gì, ví dụ như là cái khoa đó khám về gan thì người ta sẽ để cái lá gan chà bá trước cái đó, để ngay cái cửa phòng để cho mà bệnh nhân người ta thấy người ta biết. Rồi nếu mà ai mà bệnh viêm xoang thì người ta sẽ chụp hình hai cái lỗ mũi cũng hoành tráng bành trướng Bắc Kinh gì nè, chéo trước thì mình nhìn cho đó là biết ở đó khám mũi nha. Còn nếu mà ai mà bị đau khớp nhức mỏi nhức mình gì đó thì họ sẽ để cái hình của một cái người đàn ông chống gậy khum khum gì nè, thì mình cũng biết đó là cái pha là nhức mỏi nhức mình hay vậy đó. Thì cái chị phụ nữ này chỉ cũng đi một giáp một vòng thì chỉ cũng định hình được cái phòng này là đúng với cái phòng mà mình cần đi vô khám bệnh, cái bệnh của mình là hợp với cái chỗ phòng này đó. Thì bà mới đi vô, bà mới đi vô là bà xin bác sĩ là tôi muốn khám bệnh ở đây. Thì ông bác sĩ ông mới ok cho khám, nhưng mà ông bác sĩ ông cứ nhìn chằm 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 vô mắt của cái chị phụ nữ này hoài à, nhìn chằm chằm vô. Xong cái chị này chỉ mắc cỡ, chị mới nói nè bác sĩ ơi, bác sĩ có thể nào cho tôi đổi qua bác sĩ nữ không, chứ bây giờ bác sĩ nam mà bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vô mắt chị hoài chị mắc cỡ quá, bác sĩ cho chị đổi bác sĩ nữ đi. Thì cho bác sĩ nữ khám chị. Thì bác sĩ này ông cũng nghe là bệnh nhân là người ta yêu cầu vậy thì cũng kêu bác sĩ nữ vô khám đổi với ông bác sĩ vô khám chị này. Thì cũng bắt cô bác sĩ nó có vô cô khám thì cũng mới nói là thưa chị là bây giờ là chị bệnh sao chị có thể cho tôi biết không, để ăn cho tôi mà chữa bệnh cho chị. Thì cái chị phụ nữ này chỉ mới nói là cô bác sĩ ơi, chị cũng không giấu gì cô, là giữa chị em phụ nữ mình á, chị nói thiệt với cô là chị bị khô dữ lắm. Mà bây giờ á, là gần đây á, là thỉnh thoảng á, là chị
lông chị nó bị rụng, lông chị nó bị rụng lắm, nó bị khô nữa đó. Cô bác sĩ có cách nào á là giúp chị không? Thì cái cô bác sĩ này cũng nghe vậy thì cổ mới nói là chị ơi, cỡ cái tuổi chị là nó khô là đúng rồi, cỡ tuổi chị là khô đúng rồi, nhưng mà em cho thuốc về để chị nhỏ vô, để chị nhỏ vô là nó hết khô rồi, nó có cái chắc nhận là nó hết khô cho chị à nha. Còn cái chuyện mà chị nói là nó bị rụng lông á, nó bị rụng lông á, thì em có thể là giới thiệu cho chị vài cái thẩm mỹ viện để cho chị lại chị nối lông vô, ví dụ như là thẩm mỹ viện hay là salon tóc của cô Tám Cúc đó chị biết không, thì chị đến đó cũng có nối lông cho chị vậy đó. Thì cái chị này thì mới nói là tôi không có đi thẩm mỹ viện, tôi không muốn thẩm mỹ viện, bây giờ tôi muốn bác sĩ có thuốc nào hay có cách nào chị cho tôi không, chứ giờ là tôi bị khô bị rụng lông tôi khó chịu lắm. Thì cô này có mới nói là chị rụng lông á thì chỉ có cách là chị đi nối lông mi chị lại, chứ đâu có cách nào nữa đâu mà thuốc nào bổ mà nó mọc lông mi ra, chị phải nối lông mi giả thôi hay gắn mi giả thôi. Thì cái chị phụ nữ lúc mà chị mới nói là ủa tôi đâu có gắn mi giả đâu, tôi đâu có gì đâu. Thì cô bác sĩ có nói thì chị khám mắt, chị nói mắt chị khô với rụng lông mi đúng không đó. Lúc này cái chị phụ nữ chị đi khám, chị mới nói là không trời ơi tôi đâu có bị mắt, tôi đâu có gì đâu, tôi đi khám phụ khoa, ý tôi nói là của tôi dưới sao mà nó bị khô, rồi gần đây thỉnh thoảng nó rụng lông. Thì cô có cách nào cô giúp tôi không? Thì cái chị này chị nói trời ơi chị ơi, vậy là chị đi lộn phòng khám rồi, phòng khám của em là khám về mắt cho nên chị nói chị bị khô với bị rụng lông, em nghĩ là mắt chị khô với rụng lông, vậy là chị nếu khám phụ khoa là chị lộn phòng rồi chị ơi. Cái bà chị khám bệnh này bà mới tức quá, bà mới nắm cái tay chị phụ nữ, chị bác sĩ này, bà nắm tay mới nói cô đi ra đây với tôi, cô đi ra đây trước với tôi nè, cô nhìn cái bảng hiệu nè, cô nhìn cái hình nè, bây giờ cô thấy chưa, ở trên đây là cái hình là nó để cái gì nè đó, cô nhìn đi. Cái chị bác sĩ chị nhìn lên chứ nói ôi trời 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 ôi tôi cái này là sơ sót, xin lỗi chị xin lỗi chị, cái này là chị biết không, là hổm gài là cơn bão số 9, cơn bão hổm đó, rồi thêm nước ngập lên nữa, cho nên là gió quá đi cái nó xúc cái đinh, nó xúc đầu trên, nó thay vì cái hình con mắt nó nằm ngang gì nè chị, thay vì cái con mắt nó nằm ngang như gì thì người ta vẽ con mắt đó để cái hình đó, nhưng mà bây giờ nó bị xúc cái đinh xúc một đầu cho nên nó mới mới xuống như gì. Thì bây giờ chị thấy như vậy á là tại tại gió nó xúc chứ không phải tại ở đây, cho nên chị thấy như vậy. Thì cái bạn này mới nói con mắt gì mà nó tèm lem tút lút vậy, lông lá bù xù hai bên tèm lem vậy. Cái người đấy nói tại nước nó lên đó chị, hôm nay nước nó nổi nó ngập lên đó cho nên nó bị lem á, chị thông cảm. Đó thì mọi người thấy đó, cái đó là trước mắt thôi mà còn lầm lẫn như vậy, huống chi là những cái câu chuyện mà Cúc kể đây nó rất là bình thường, nhưng mà mọi người nghĩ sâu xa rồi rồi là cho rằng Cúc tào lao, Cúc không đàng hoàng nên Cúc biết những cái chuyện mà nói chuyện kể chuyện nó kỳ cục, đâu có gì đâu, câu chuyện cũng thấy nó rất là bình thường, nó dẫn dắt người ta đi rất là bình thường, nhưng mà tại vì cái đầu mình suy nghĩ bậy thôi. Những anh em mà có cái đầu tiếu lâm á, họ thấy rất là bình thường, họ thấy rất là hay, nhưng mà những người mà cái đầu nó không bình thường họ thấy nó rất là kỳ. Thật sự những người mà nói Cúc kể kỳ hay là chửi Cúc là Cúc mới thấy những người đó kỳ, em nói thiệt đó, suy nghĩ kỹ lại đi. Tại vì á, là một cái câu chuyện nó như vậy, chứ nếu mà mình không có như vậy là không phải là câu chuyện. Đã nói là câu chuyện là nó phải có hài, có tiêu lâm, có mặn, có lạc, có đủ thứ pha trộn trong đó, nhưng nó dẫn về kết cuộc là nó dẫn về cái ok, chứ nó có bậy đúng không, tại vì mình nghĩ bậy thôi, những người mà nghĩ bậy thì mới 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 vậy, cho nên chỉ là những câu chuyện vui. Cũng hy vọng là những anh chị em xem xong vui thôi, đừng có chửi tôi nữa, trời tôi ghiền nhỏ quá trời à, cứ chửi hoài. Mà khổ một cái là miễn mỗi lần mà có ai comment mà nói Cúc cái nãy kia hay là cái gì đó, hay là Cúc lên Cúc phàn nàn là ai chửi hay gì đó, là tự nhiên có những cái anh em rất là mến Cúc gọi điện thoại lại là Tấm Cúc ơi, Tấm Cúc ơi, họ nói gì kệ họ nha, em đừng có bận tâm tới họ, những người đó họ không có hiểu thì kệ họ đi. Có những người anh người chị bà con cô bác nói sớm ai cũng khoái Tấm Cúc, ai cũng mở lên xem Tấm Cúc hát, nghe thấy mê không. Mới là chiều có một anh nào ở dưới Sóc Trăng là anh với chị nào đó, anh điện cho Tấm Cúc là
Bây giờ nguyên cái khu vực Sóc Trăng ngã năm đó mê tắm cúc dữ lắm luôn rồi. Bây giờ bật lên cả xóm ai cũng nói là cúc cúc hết. Trời ơi Tiếu Lâm mà khoái dữ lắm luôn kìa, không phải ai cũng kể được vậy. Bây giờ là anh mở lên là cho vợ anh coi rồi con anh coi, nó tập trung nó coi nó cười quá chừng cười. Họ họ điện thoại cúc mà họ nói vậy á, mình cảm thấy giống như là trời, mình đem được cái tiếng cười lại cho mọi người, cho một cái gia đình đó, một cái không khí nó vui vẻ như vậy, mình cảm thấy mình hào hứng luôn á. Mặc dù những người đó không có phải trả tiền cho Cúc để mà Cúc kể đâu hay là gì đâu, nhưng mà một cái là mình cảm thấy là đôi khi có những cái chuyện căng thẳng trong gia đình đó mà bật lên cười á, mọi người biết là tiếng cười nó sẽ xua tan hết những cái phiền não trong cuộc sống mình ạ. À, đúng không? Đôi khi mình khó chịu lắm nhưng mà mình cười là hết liền, nên mình có cái gì đó mình niềm vui mình cười một cái là mình giải tỏa ngay tức khắc. Cho nên nếu mà Cúc đã đem được tiếng cười cho anh chị em, cho gia đình, cho ai đó ha, là cái điều đó là Cúc rất là hãnh diện. Dù ai nói gì, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng Tám vẫn vững như kiềng ba chân. Đó là Tám Cúc nha, là Cúc vẫn, nếu có chuyện Cúc kể hoài, và cái đầu Cúc còn rất là nhiều chuyện ở trong cái não này nè, mà còn được may mắn một cái là rất là nhiều anh chị em gửi chuyện thêm nữa, thì Cúc sẽ kể những chuyện của anh chị em rồi pha với những chuyện Cúc biết trong não Cúc còn, thì Cúc lấy ra xen kẽ với nhau chuyện của anh em và chuyện của Tám Cúc, chuyện anh em, chuyện Tám Cúc, Tám nghĩ gì đó. Cho nên là quyết định kể và kể 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 khi nào hết chuyện thì thôi, nhưng mà Cúc nghĩ biết nào mới hết. Cái đầu Cúc nó mỗi lần mà ai nói cái gì ra là tự nhiên là rồi mời ra câu chuyện hoành tráng nữa chứ đâu. Cũng vui, đó là một cái là Tiếu Lâm thì mong anh chị em là thương Cúc như một đứa em gái của mình nha, không có gì hết trơn á. Đừng có bao giờ nghĩ là Cúc lên đây Cúc nói để Cúc làm bậy, Cúc kiếm trai hay kiếm chồng gì, cái đó là sai lầm rồi. Thiệt á, Cúc không kiếm ai hết trơn á, đừng có mong. Với lại những chị gái đừng có bao giờ mà nghĩ là Cúc nó hay nói nó không có chồng hay gì á, rồi sao ông chồng mình không coi cái ông khoái, không bao giờ có chuyện đó đâu. Ai có suy nghĩ gì suy nghĩ, chứ đối với Cúc là Cúc như thế nào Cúc biết, không có bậy bạ tí nào hết trơn, không bao giờ á là lên đây đang kiếm cái gì đâu. Trời ơi khó lắm. Cho nên là cứ vô tư đi anh, là coi Cúc là một người em gái đi, một người em gái của mấy anh, một người em gái của mấy chị, để Cúc kể chuyện cho mình nghe. Mấy chị cũng có thể gọi điện thoại cho Cúc và nhờ Cúc kể hay là gì đó, thì Cúc vẫn kể vậy đó, như một cái gia đình của mình thôi à. Cúc không có nghĩ gì trên đó, cho nên mấy anh chị em cũng mến Cúc nha, Cúc rất là cảm ơn nhiều. À, Cúc xin dừng lại tại đây nha, cho nó vui nha, ngồi nói chuyện tí xíu được rồi. Mến chào.